Xin chào mọi người tất cả kênh của mình. Thành nhân cho biết mình là một seller bán sách tay. Facebook của mình là Facebook Bài Gác. Còn không là các bạn vào cái bài của mình. Bài của mình là bài Super Gác. Nếu các bạn thường không ra cái Facebook và cái bài thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào là bạn gửi cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc túi đến từ thương hiệu của Coach. Rồi bây giờ mình sẽ vào video đi vào chi tiết của cái túi này luôn nha. Ở đây trên tay mình là một cái túi của Coach nè. Thì cái này là hàng xách tay mọi người, với lại hàng outlet á, thường thường thì mình chỉ mang cái túi về thôi, cũng không có bóp, cũng không có mấy cái dust bag kia nha mọi người. Thì đây, đây trên tay mình là cái này, là cái size của nó là size mini nha mọi người, rất là nhỏ luôn. Thường thường cái này các bạn chỉ được cái thẻ hay là tiền thôi, son cũng được, nhưng mà điện thoại thì chắc là không rồi đó. Nếu mà các bạn đang xài cái điện thoại mà Z Clip đó mọi người thì các bạn có thể xài cái em này được ha. Thì ở mặt trước là nó sẽ có một cái logo có chữ Coach ở đây nè mọi người nè. Đó, logo điện thoại của nó. Cái này là cái miếng shop thôi nha mọi người, chứ không phải là cái kiểu của nó gì đâu mọi người. Đó, và ở họ tiết ở trước thì đó là monogram của Coach màu trắng mọi người nè. Đó, và ở bên hông cũng vậy luôn mọi người ha. Ở mặt sau thì nó sẽ có một cái móc, hai cái móc chứ. Là các bạn có thể móc cái dây các bạn đeo nè. Ở mặt sau nó không có ngăn gì hết mọi người ha. Đó, cái da của nó mọi người nè. Và ở bên trong mọi người nó sẽ có cho các bạn một cái phần dây để các bạn đeo. Và ở bên trong tất cả đều là da lộn hết mọi người ha. Nó có một cái ngăn nhỏ nữa để các bạn đựng thẻ nè. Đó, và đây là cái khóa của nó. Và đây là cái dây của nó mọi người nè. Đó, dây này thì các bạn có thể đeo giống như đó là một cái phụ kiện để các bạn phối đồ thôi, chứ nói thành túi thì nó cũng phải là túi đâu. Thì cái dây này mọi người nó sẽ làm dây giống như là màu giả cổ luôn mọi người ha, màu bạc á. Thành ra là các bạn không có sợ nó bị chày. Đó, thì các bạn cứ để ra các bạn mang thôi, mang giống như là một cái phụ kiện cho các bạn phối đồ đi chơi này nọ mọi người ha. Đó nè, nó rất là nhỏ. Thì cái này nếu mà mọi người muốn đeo mà đeo cho nó ngắn lại thì các bạn cứ quấn cái dây lại, rồi mọi người thắt cái dây á mọi người, cho nó vô cái phần này nè, các bạn đeo thôi. Thì cái này mình có hai cái thôi mọi người ha. Mình có thêm một cái màu đen nữa. Đây, cái đây cái màu đen nè, cái màu đen thì cái màu này là cái màu huyền thoại của Coach mọi người ha. Đây, thì cái màu đen thì nó là màu đen ở trên đây mọi người nè. Còn cái này là monogram của Coach và màu nó hơi nâu một xíu. Còn cái logo nó là logo màu vàng nha mọi người. Và nó cũng có cái logo của Coach ở đây luôn. Cái này là cái miếng mút nha. Rồi, ở mặt sau thì nó cũng là dạng như là monogram màu nâu. Và nó có hai cái khóa. Cái khóa của em này nó là màu gold mọi người. Thì cái dây nó cũng là màu gold luôn. Đây, ở bên trong cũng vậy luôn mọi người nè. Đó. Đây, dây như vậy của nó. Thì cái em này nó chỉ có 1 triệu mấy thôi mọi người. Nói chung các bạn mang thì mua đeo làm một cái phụ kiện nó cũng xinh ha. Thì mình thấy có nhiều người á, người ta kiểu như là đạo túi mini mọi người. Thường thường là thích những cái túi mà nhỏ thôi chứ không có thích những cái túi to. Mặc dù nó không đựng điện thoại được thì mọi người cũng mua luôn. Kiểu như mua để sưu tầm á mọi người. Đây thì khi mình gắn vào thì mọi người nè, đó, rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Hai màu, một cái màu trắng và cái màu nâu. Thì nếu mà bạn nào thích thì các bạn cứ inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho mọi người ha. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, cũng như thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình, nhớ cho mình một tim của mình TikTok. Rồi, bye cho mọi người.